Đây là con sáp này. Nghe cái tiếng nó kêu, nó kêu kêu cục cục, nó nhẹ lắm. Mình nghĩ là bạc đạn á, đây là hôm nay mở ra thay bạc đạn. Mở sáp là mở hai này, mở hai tay. Đó. Lấy cái này ra này, lấy cái miếng than ra này, lấy cái miếng giấy ra này, ha. Lấy bình nước ra, lấy khay nước ra, ha. Nước có cái miếng này. Một là mình dùng cái này, ha. Cái này chỉ dùng để mở thôi nha. Cái này á, là rất là mạnh nha. Cái này hàng Makita xịn nha, mà rất là mạnh. Nhưng mà nó chỉ có kèm mà cái tay này thôi. Nhưng mà siết á, mình mở được, nhưng mà nó có búa nha. Nhưng mà mình siết đồ là dễ hư lắm nha. Makita ta đó, nó làm nó không có đồ chỉnh lực á, dở. Nói chung là hãng làm mà cũng dở. Còn cái này á, đài quan ha, cũng vậy mà có chỉnh lực chút xíu thôi. Này nó có búa mạnh lắm. Đơn giản đó là mình ưa dùng bằng máy khoan ha. Máy khoan có vặn vít này, vặn vít này nó có độ chỉnh ha. Siết lực ý, nhẹ hay bạn nó đa năng nên là cái này cũng hay lắm này. Này hay. Đây bạn mở đây hai con này ha. Còn đây. Đấy, còn đây. Đây đây, một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, sáu con ha. Phải giật ra ha, cắm là giật nè. Đó. Cần miếng độ ẩm, nếu mà nó có nhiệt độ đó thì độ ẩm nhiệt độ ha. Còn đây là miếng mùi, miếng mùi. Còn đây là bộ qua bánh xe ha. Đấy này này. Tắt điện đi, vẫn đang chạy nha. Rồi mình mở cái mình chút ra ha. Mà cái máy khoan này thì nó chỉnh được nhiều cái đa năng hơn nên là mở nó dễ hơn. Còn mấy khi khó chịu quá, chuyên nghiệp mà làm mở này nó không hay lắm. Đó, mở đây rồi ha, tặng đây lên. Mặt trước ra này ha, mặt trước á mình giật cái dây đây ra, bóp nó xuống nha, nó có cái đồ bóp ở đây này. Lấy cái mặt ra ha. Đây, mặt khiển ha. Đây là cái dòng ha. Dòng. Thì mình lấy ra thôi, mình giáp á thì mình làm ngược lại. Đây là cái bộ điện ha. Mở này ra. Sò ra. Mở này ra luôn này. Mở trước hay mở sau thì cũng được đấy. À. Cái máy này mở xe mạnh lắm. Đúng ra mình mở bung ra đó, tại do thay bạc đạn thôi, nên không có cần phải mở nhiều. Xoay lại cái. Rồi, con nóc ở đây á, là nóc 10. Thì mình cũng chỉ cần mở tay thôi. Ha. Nó có hai loại á, cái loại mở ngược, loại mở xuôi. Còn cái này là mở xuôi này. Dễ lắm, lấy này ra, lấy cái quạt ra thôi.
Đó. Cánh quạt ha. Mình lật lại. Mở cái con ốc này ra, hai con vít này ra. Có máy thì nó mở nhanh hơn. Lấy này ra ha. Lấy ra luôn đó thì mình cắt cái này. Tại khi người ta làm á, người ta cột lại. Mở hộp điện luôn. Tệ. Búng này ra ha. Mở ra, móc ra. Rồi, móc cái dây động cơ ra. Để này đây. Để đây. Rồi, lấy cái dây động cơ ra. Xong. Áo này ra, thay bằng đạn. Cái này là cái quay để cho mấy bà đứng cái chân ở đây này lắc mông. Cái động cơ này mình quay á. Quay nghe này. Thò tay vô quay. Một á, là động cơ này mặt bạn có vấn đề. Tháo này nha. Đặt này ra đây ha. Vẫn tán vô để mình gõ chứ không có gì thôi. Gõ vô rồi lấy cái múa rồi nhân vô. Này mình cạo nghe cục cục cái nào là thấy thua rồi đó, là cạo bằng đạn ra thôi. Cái mặt đạn này hơi kêu, hơi nghe cục cục. À, nơi này bị thụt cho rồi, nghe cục cục rồi. Bằng đạn hư. Bằng đạn này. Bằng đạn này không sao. Nhưng mà lỡ rồi thay luôn. Đây bằng đạn mới luôn. Mặt đạn này nó cũng nhẹ nên là mình quặn tay được rồi. Lỡ làm thì mình đóng mặt đạn zin luôn. Đóng NFK zin. Zin đó thì đây à. Đúng mã số NFK zin là cái zin đó, cái nó bằng màu nâu nâu này đó, đó, nâu nâu. Vô thì kiếm được cái tiếp rồi, xỏ qua ống sát rồi rồi ha. Cứng chưa? Nóng thêm một cái mặt bạn nữa.
bắt lên tán ra cho nó đừng hư. Đáp rồi bạn lau sạch nha, lau sạch là nó không có dính miếng bụi nào nha. Đó. Này dính một bụi nó cấn nè. Đó. Đóng hai cái này cho sát rồi nha, coi chừng nó cong cốt nha, dễ cong lắm. Lau cho sạch trong đây, không cần cho mỡ bò nó nha, cho mặt đạn nó xịn nó có đồ hết trơn. Bạn thả cái miếng này ở đây nha, không được thả ở trên nha. Tùy cái có loại có ở trên, có loại là sáp này nằm ở dưới ha. Đó. Lau sạch cái miếng đi. Xét rồi. Thả này vô. Coi không còn dính cái gì ha. Đó, thả vô. Rồi thả miếng này vô. Đó. Mình để dày. Mình lấy cái vòng này ha, mình để ở đây ha. Vừa cái vòng ngoài thì tốt, nhưng mà không có thì mình làm vậy cũng được. Đó. Đóng mà nghe nó rội lại á, à, ok. Quay em ru, không nghe là ok ha. Rồi, xong rồi đó. Này là sáp ha. Cái này bị nước vô. Nước nó vô bạc đạn là nó sẽ bị dập. Đó, bị dập trước thôi. Cái động cơ này chạy nó không có rung á thì nó có hai cái miếng cao su ha. Một miếng sao đít này, đây. Nó qua mấy cái động cơ là chạy nó êm á, nó sẽ có hai cái miếng cao su đây, biết chưa, à, hai miếng biết chưa thôi. Thường là cái dây điện nằm dưới, điện nằm dưới này. Vặn cái này á thì mình thường không vặn súng nha, vặn tay thôi, bạn vặn ngược lại nha. Bạn vặn ngược lại nè, đó, nghe cục một cái. Tại vì bằng nhựa đó là mình phải vặn ngược lại và cho nó vô răng rồi mình mới vặn vô. Còn cứ dùng súng mà bắn đó, là hư răng hết, thì mở ra đúng lần. Đó. Đấy, vặn nhựa là vặn bằng tay ha, đúng không? Rồi nó gần vào tới thì mình vặn bằng máy. Hoặc là đó. Đó. Bạn vặn ngược lại á, thì nó vô răng á, là bạn nghe cái sụp cái kịch cái là vô. Đây. Đó, chậm một chút nhưng mà chắc ăn và nó không có hư đồ. Mình có mở ra 10 lần nó không hư đâu. Còn có nhiều người á lấy súng mà bắn vô luôn là cái một đúng lần sau là hư hết, tôn răng hết. Rồi nó xoắn rồi, đưa vô. À, chưa đưa vô, phải có cái quạt nữa. Đây. Cái quạt thì luôn luôn là có một cái miếng miếng này nằm ở dưới này. Đó. Đó, nằm dưới, xong rồi cái này là có cái răng này ha. Có cái này vặn bằng tay thôi, răng phải. Có loại răng ngược nha, thường đai kim là răng ngược. Răng phải lấy chìa khóa siết được rồi, không cần gì phải máy đâu nha, máy quá chặt rồi. Siết và siết bằng chìa khóa thì mới đúng nha, còn siết bằng bọt lết bằng kềm là sai nha. Ví dụ như mình đi thi đó, mình mà đi thi mà mình lấy cái kềm mấy bọt lết mình siết đó là ông nó rớt chắc luôn.
chấm rớt này. Siết nhẹ đó thì mình dùng cái miệng, không? Mình dùng cái miệng mình siết. Còn khi siết nặng á thì mình dùng cái vòng, mình dùng cái vòng này mình siết mạnh. Còn mà nặng nữa đó thì dùng tiếp ha, dùng tiếp các loại tiếp ha. Thì nó mới đúng bài nha. Còn bạn mà siết mạnh á, mà bạn lấy cái miệng bạn siết á là thi rớt luôn. Mình đi thi tay nghề chẳng hạn đó, mình coi cái đúng ha, à này đúng rồi ha, em ru cái đi thi tay nghề phải là đúng bài. Những cái vít nhựa này nè, ha, bạn muốn vặn vô đó, bạn người nghe nè ha, đó, nó vặn ngược lại là nó rớt nghe cực cái này, đó là vô răng, ha, rồi mình vặn tay vô, thì mình làm vậy á, mình có tháo ra chục lần đi nữa nó không hư, còn mà cứ lấy súng mà đè bắn vô là hư, mà bây giờ thợ thuyền á hoặc là toàn bắn vô kiểu đó mà. Nên là người thợ người ta phải mở ra một lần, lần sau cái hư luôn. Đó là thợ làm ẩu rồi. Làm được việc của mình mà phá đồ người khác. Đồ đó, đồ đạc này nó cũng có linh hồn nha. Mình ăn cây nào mình giàu cái đó, chứ mình vừa ăn vừa phá đó, kêu như là ăn vừa phá đó, ăn là không có tốt nữa. Giờ vừa em mình hỏi là tại sao mày làm thì biết hư đồ mày vẫn làm. Nó nói em phải làm như thế để cho nhanh, còn nếu mà em mà vặn ra đó thì em sẽ làm lâu lắm, làm lâu để không kịp công việc của anh, như kịp công việc rồi mình làm để con phá hoại chứ. Mày làm được việc của mày ấy, mà mày phá đồ người ta được. Siết đồ máy á, ví dụ như những cái máy này á, để cái chế độ mà siết vít này, không? Nó có chế độ siết vít này, khoan này, búa này. Đấy, thì mình để siết vít thôi, số 6 thôi hoặc là số 7 tùy á. Những cái máy như này tùy cái máy á, mỗi máy để số 6. Khi nó vô đầy ấy, là tự động nó sẽ đứng lại. Người ta vẫn có cách làm nhanh như thường. Đó. Nó đẩy nó sẽ đứng lại. Nó máy. Đó. Sau. Cái máy này để số 6 được rồi. Vẫn vít. Rồi, cho cái này là cái cục đánh điều này là nó cũng khử mùi diệt khuẩn luôn nha. Bắt cái dàn điện vô. Dàn này á thì mình để đây. Bắt cái nắp này vô để chi để thử. Thử coi nó hết chưa. Tắt cái quạt đi. Điện lại. Cột dây đai lại.
lúc khi ấy là coi kỹ rõ ngon lành giáp vô. Xong ngon lành. Em ru rồi, kết thúc.